vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng lúc 20 giờ trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi 25 thì cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng lão hóa, ít sản sinh collagen và elastin tự nhiên. Đồng thời các tác nhân bên ngoài và bên trong cơ thể cũng bắt đầu phá vỡ hàng rào bảo vệ da, bao gồm collagen, elastin và chất béo. Điều này có thể góp phần vào việc tạo nên các dấu hiệu như là nám, chảy xệ, nếp nhăn trên da. Và với tình trạng trên thì việc sử dụng hoạt chất retinol từ lâu đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách và hiệu quả hoạt chất này. Và để cùng bàn luận về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt để giải đáp tất cả thắc mắc cũng như đưa ra những lời khuyên bổ ích dành cho tất cả các quý vị. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ cao cấp Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam. Và cũng xin được giới thiệu số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Dược sĩ Tiến, chi nhánh sản xuất mỹ phẩm Hậu Giang, cùng với sản phẩm Retinol 0,5% cộng Niacinamide 5% cộng Apple CE của thương hiệu Dr. Siêu Tịch. Hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Nào ngay bây giờ thì quý vị hãy cùng liên hệ đến chương trình để được trực tiếp trò chuyện và đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi, quý vị nhé. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa chuyên gia, hiện nay thì làm thế nào để có được một làn da trắng sáng, khỏe mạnh, mịn màng này là điều mà tất cả các chị em phụ nữ đều quan tâm và săn đón rất là nhiều các sản phẩm để làm sao chăm sóc được làn da của mình. Trong đó thì nổi lên có một hoạt chất là hoạt chất retinol. Và không biết là dưới góc độ chuyên gia thì chuyên gia đánh giá như thế nào về cái tác dụng của hoạt chất này đối với việc chăm sóc da của phụ nữ ạ? Vâng, đúng là sự mong mỏi của chị em phụ nữ là luôn luôn có một làn da mịn màng, tươi nhuận và trẻ trung. Thì trong có rất nhiều phương pháp để giúp cho làn da được đẹp như vậy. Trong đó có sản phẩm retinol. Chúng ta biết retinol là một dẫn xuất của vitamin A, là một loại retinoid có tác dụng rất tốt trong chống oxy hóa, chống lão hóa và giảm cái thâm nám, cũng như tăng cường cái tổng hợp sợi collagen, elastin và giúp cho da chúng ta căng mịn hơn, chống lại những nếp nhăn. Đó là một cái giải pháp tương đối tốt. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào thì chúng ta lại cần phải có sự thảo luận cũng như là sự tư vấn cả các chuyên gia. Dạ vâng, đúng như là chuyên gia vừa mới nói là sử dụng như thế nào cũng là điều mà các chị em rất là quan tâm. Và không biết là trên thị trường hiện nay thì có một sản phẩm retinol nào mà chuyên gia có thể tư vấn cho các chị em là dùng có hiệu quả với cả làn da của mình không ạ? Chúng ta biết là retinol là một cái dẫn xuất rất là tốt để giúp cho cải thiện làn da chúng ta. Tuy nhiên, nó lại có một số cái nhược điểm, đó là gây kích ứng da. Thậm chí nếu không sử dụng đúng và không bảo vệ da mình tốt thì có thể gây một cái bong chóc da, đỏ da và nhiều khi làm cho người sử dụng rất là hoang mang. Chính vì vậy cho nên cái công thức nó phải phù hợp và nó hài hòa giữa cái hoạt chất chính là retinol và những hoạt chất khác cùng với nó để hạn chế những tác dụng phụ của retinol gây nên. Và giúp cho là da chúng ta có thể cải thiện tốt hơn và tránh những cái tai biến khi sử dụng retinol. Có một công thức rất thú vị, đó là retinol 0,5%, niacinamide 5% và Apple CE của thương hiệu Dr. Siêu Tịch, là cái sản phẩm nó kết hợp giữa các hoạt chất đó giúp cho tăng cái tác dụng của retinol và hạn chế những tác dụng phụ do retinol gây nên. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Ngay khi mà bác sĩ đưa ra một cái sản phẩm như vậy thì chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với tất cả các quý vị khán giả để có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị về việc chăm sóc da quý vị nhé. Đầu tiên thì xin được kết nối với vị khán giả có số điện thoại là 037-213-776 để cùng lắng nghe những chia sẻ của họ về những vấn đề mà họ gặp phải về làn da của mình ạ. Xin mời. Xin chào MC và chuyên gia, tôi là Hồng Hạnh và tôi thì đang sống ở Hà Nội. Gần đây thì tôi thấy da của mình bị chảy xệ và cũng như là bị kiểu xỉn màu. Tôi tìm hiểu thì thấy mọi người khuyên là nên thử dùng retinol. Nhưng mà tuy nhiên là do chưa bao giờ sử dụng cả nên là tôi rất là sợ kích ứng. Bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên về cái vấn đề này được không ạ? Vâng, xin chào bạn. Một câu hỏi rất là đúng lúc đối với bạn. Để sử dụng sản phẩm nào giúp da chống chảy xệ, chống lão hóa và chống cái tăng sắc tố thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm retinol. Đây là cái hoạt chất dẫn xuất từ vitamin A gọi là retinoid. Sản phẩm này rất tốt trong
sử dụng chống lão hóa, chống chảy xệ, chống nhăn và chống những cái tăng sắc tố của da. Bởi vì nó giúp cho chống oxy hóa, chống lại những cái tác động của môi trường bên ngoài và tăng cường cái tổng hợp collagen elastin do bị mất mát trong quá trình sống và trong tuổi do tuổi tác. Thì retinol chúng ta sử dụng như thế nào? Trước tiên, đối với những người mới sử dụng, chúng ta chỉ cần nên sử dụng một tuần một lần với cái sự chăm sóc da rất tốt, skincare thật là cẩn thận. Đầu tiên là tẩy trang, sau đó là chúng ta có thể rửa mặt, rồi dùng toner và sử dụng một số sản phẩm dưỡng da tốt như serum hay là kem dưỡng ẩm. Sau khi chuẩn bị da chúng ta tốt rồi thì có thể bôi retinol với lượng rất nhỏ, là chỉ bằng hạt đỗ thấm đều trên da, sau massage đều cho cái retinol thấm vào da. Như vậy nó sẽ phát huy tác dụng rất tốt của cái retinol khi mà chúng ta sử dụng nó. Thứ hai nữa là để tránh trường hợp khô da, đặc biệt những người mà có da khô thì chúng ta nên có sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc là dùng dexpanthenone trước hoặc là sau khi sử dụng retinol. Một cái lưu ý rất quan trọng của chúng tôi đối với các bạn là do retinol là một cái sản phẩm nó gây kích ứng, thậm chí gây bong chóc ở đỏ da, cho nên chúng ta sử dụng rất thận trọng, có sự tư vấn của các chuyên gia. Thứ hai nữa là tránh nắng thật tốt, đặc biệt là ánh nắng cái giờ cao điểm từ 10 giờ đến 4 giờ chiều. Thứ hai nữa là không phải chúng ta chỉ tránh nắng ngay lúc đó mà hàng tuần lễ đến 10 ngày sau khi sử dụng sản phẩm này thì mới hạn chế những tác dụng phụ do retinol gây nên. Cảm ơn câu trả lời của chuyên gia. Và trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại sản phẩm có chứa retinol. Thì chuyên gia có thể đánh giá sâu hơn về cái công dụng và cũng như là thành phần của cái sản phẩm mà chuyên gia vừa nêu được không ạ? Vâng, sản phẩm retinol 0.5%, niacinamide 5% và Apple C của thương hiệu Dr. Siêu Tịch là một sản phẩm rất thú vị. Nó phối hợp những các thành phần ở trong cái công thức của sản phẩm. Đặc biệt là đây là một cái sản phẩm mà ứng dụng công nghệ bọc hai lớp mà để bọc cái phân tử retinol. Thứ nhất là cái thành phần gọi là thành phần cấu tạo thể hệ làm bền thân nước và bền thân dầu, giúp cho bảo vệ được cái hoạt chất của retinol. Bền thân nước thì có thể sử dụng những hoạt chất như là natri ascorbat làm chính là vitamin C, hoặc là EGCCG làm cái chất xuất từ trà xanh. Đó là cái hoạt chất để chống lão hóa, chống oxy hóa rất tốt. Thì cái sản phẩm này giúp cho cái hoạt chất retinol hoạt động mạnh và không bị phân hủy trong môi trường. Loại thứ hai nữa là cái bọc để giúp cho dẫn cái sản phẩm retinol sâu ở trong da chúng ta, giúp cho cái retinol nó có hoạt động rất tốt đối với da chúng ta khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Ngoài ra để làm giảm những cái tác dụng phụ của retinol, đó là kích ứng hay là bong chóc hay là bong đỏ da chẳng hạn, thì cộng với lại những cái này tăng tác dụng của những sản phẩm này làm cho da chúng ta phục hồi và tái tạo nhanh hơn, thì trong công thức này còn có những cái hoạt chất khác, đó là niacinamide 5%, đó chính là vitamin B3. Vitamin B3 thì một cái hoạt chất rất thú vị, nó giúp cho không những là tái tạo da, tăng cường sản sinh collagen, tạo nên cái lớp ceramide rất là tốt để bảo vệ da chúng ta, mà còn có tác dụng là chống những cái tác động của môi trường bên ngoài, chống cái tác động oxy hóa khử, chống cái gốc tự do, cho nên là giúp cho chống lại cái lão hóa da rất là tốt. Hoạt chất thứ hai nữa là dịch chiết xuất từ môi trường gốc quả táo. Đây là cái thành phần nhiều thứ hai đứng sau cái thành phần nước ở trong cái công thức này, giúp cho để bảo vệ những tế bào của chúng ta, tế bào da chúng ta rất tốt, và không những vậy thì nó giúp cho chúng ta chống lại lão hóa và tái tạo cái mô da của chúng ta. Một hoạt chất nữa ở trong cái công thức này đó là dịch chiết xuất từ rau má. Chúng ta biết rau má là cái loại vị thuốc rất là thông thường mà chúng ta được biết, giúp cho làm dịu da, chống lành vết thương và tái tạo tổ chức da chúng ta rất tốt. Như vậy với một công thức hoàn hảo với hoạt chất chính là retinol 0.5% cộng những cái hoạt chất để tăng cường và bảo vệ cũng như là giảm tác dụng phụ của retinol, thì đó là có niacinamide 5%, có dịch chiết xuất từ môi trường gốc của quả táo và có rau má. Do vậy chúng ta có thể dùng sản phẩm này một cách rất là yên tâm và có hiệu quả.
Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và hy vọng là chị Hồng Hạnh đã có được một lời khuyên rất là bổ ích và đã biết cách chăm sóc bản thân cũng như là làn da của mình. Và hy vọng là trong thời gian tới thì làn da của chị sẽ đẹp hơn ạ. Và tôi cũng đã nhận được tín hiệu từ phòng kỹ thuật, chúng tôi sẽ kết nối với cả vị khán giả tiếp theo. Xin mời ạ. Xin chào MC và chào chuyên gia, cháu tên là Ngọc Hà, hiện đang là sinh viên. Vừa rồi cháu có thấy chuyên gia chia sẻ về lời khuyên sử dụng các sản phẩm có chứa retinol. Da cháu thì thuộc loại da nhạy cảm và tiên dầu, không biết là với sản phẩm này thì cháu nên sử dụng như thế nào ạ? Xin cảm ơn bạn sinh viên. Bạn quan tâm đến da mình từ rất sớm là rất tốt. Bởi lẽ là người phụ nữ từ tuổi 25 trở đi là bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Bạn nếu bảo vệ da tốt thì da của bạn sẽ trẻ hóa lâu hơn. Sử dụng sản phẩm retinol thì có thể dùng cho cả da dầu, da khô và da hỗn hợp. Tuy nhiên, mỗi loại da lại chúng ta phải cần có sự chăm sóc, không những bôi retinol mà còn những chăm sóc phù hợp khác. Như bạn thì chúng tôi khuyên là nên sử dụng retinol chỉ một tuần một lần sau khi đã skin care chăm sóc da sạch tốt. Và nếu như da bạn quá khô thì bạn có thể sử dụng một số cái dạng dưỡng ẩm, ví dụ như là dexpantinol, ví dụ như là kem dưỡng ẩm khác trước khi mà sử dụng retinol, thì nó sẽ làm dịu da, chống lại những tác dụng phụ do retinol gây nên. Dạ vâng, rất cảm ơn chuyên gia. Cháu thấy mọi người chia sẻ dùng retinol thì hay bị bong tróc và kích ứng, da cháu lại nhạy cảm sẵn. Vậy thì khi sử dụng cháu cần lưu ý những vấn đề gì? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ. Vâng, trong cái công thức retinol của các sản phẩm mỹ phẩm thì có nhiều loại hàm lượng 0,5% là hàm lượng tương đối an toàn. Ngoài ra còn có một số công thức khác hàm lượng có thể cao hơn, 1,0% chẳng hạn, vân vân. Thì người sử dụng ban đầu và đặc biệt là người da khô chỉ nên sử dụng cái sản phẩm 0,5% là phù hợp. Thứ hai nữa, như chúng tôi vừa phân tích, cần phải có một số cái hoạt chất đồng thời với lại retinol, đó là niacinamide, đó là dịch chất xuất từ quả táo, từ môi trường tế bào gốc quả táo và cả rau má nữa. Thì với công thức tổng hợp như vậy thì nó phát huy tác dụng tốt của retinol và hạn chế được những tác dụng không mong muốn do retinol gây nên. Vâng, xin được cảm ơn tất cả các quý vị đã kết nối với cả chương trình ngày hôm nay, và chủ đề ngày hôm nay thì tin chắc là tất cả các chị em phụ nữ đều rất quan tâm, và chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến từ các quý vị khán giả. Và một vị khán giả tiếp theo xin được kết nối với vị khán giả có số điện thoại 0945 937 565 đã gọi đến hotline của chúng tôi, và xin nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Chào MC, chào chuyên gia. Tôi đã từng sử dụng qua một số loại retinol nhưng vẫn chưa thấy ưng lắm. Nghe chuyên gia tư vấn, tôi cảm thấy rất thích thú với kem retinol của Dr. Siltik. Tuy nhiên da tôi là da dầu mụn và tôi thường hay sử dụng retinol có nồng độ cao hơn. Vậy chuyên gia có thể giới thiệu cho tôi sản phẩm phù hợp được không ạ? Vâng, chị đã từng sử dụng sản phẩm retinol rồi, thì có nghĩa chị đã có kinh nghiệm và có biết được những cái tác dụng phụ cũng như hiệu quả của nó. Thì chúng tôi giới thiệu với lại chị một sản phẩm đó là retinol 0,5% cộng với lại cái hoạt chất rất thú vị đó là niacinamide 5% và apple CE nữa. Thì sản phẩm này không những giúp cho tăng cái hoạt động của retinol, thì còn một điều thú vị nữa là chính là niacinamide, là chính là vitamin B3 giúp cho điều hòa cái dầu, hạn chế mụn cho chị. Như vậy là cái sản phẩm này rất phù hợp với chị, và chúng tôi cũng khuyên chị với đã có kinh nghiệm rồi, đã sử dụng rồi, thì một tuần chị có thể sử dụng 2 lần. Sau khi đã skin care thật tốt và bảo vệ da thật tốt thì chắc chắn nó sẽ có hiệu quả đối với da của chị. Dạ vâng ạ, vậy không biết tôi có thể mua sản phẩm này ở đâu được ạ? Vâng, thay mặt chương trình thì tôi xin phép gửi bạn thông tin sau. Bạn có thể mua hàng trực tiếp tại showroom tại 3 địa chỉ. Ở Hà Nội là số 1 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 372 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Cần Thơ là 194A Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ. Hoặc bạn cũng có thể đặt hàng online qua website drsiêutịch.vn hoặc qua fanpage Dr. Siêu Tịch Việt Nam bạn nhé.
Thưa quý vị, sản phẩm kem retinol 0,5% của nhãn hàng Dr. Siêu Tịch với các tác dụng làm giảm các nếp nhăn li ti, cải thiện tình trạng da chảy xệ, cân bằng và kiểm soát dầu nhờn, giúp da láng mướt, mịn màng, xe khít lỗ chân lông, làm sáng da và mờ các vết thâm. Sản phẩm đang được giới trẻ yêu thích sử dụng trong skincare và treatment do được nghiên cứu và ứng dụng phù hợp cho da của người Việt Nam. Sản phẩm cao cấp nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý, phù hợp cho tất cả đối tượng khách hàng, giúp hồi phục và nuôi dưỡng da mỏng yếu, tổn thương do nhiều nguyên nhân. Và một lần nữa thì xin cảm ơn những lời khuyên rất là bổ ích đến từ chuyên gia của chúng ta. Và hy vọng là những tư vấn, những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay đã giúp cho các chị em phụ nữ có được cách dùng retinol thật là hiệu quả và bảo vệ làn da của mình. Đến đây thì chương trình cũng xin phép phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.